Chào các em, đến với bài lab 2 của nội dung Java Brief. Trong bài này, mình sẽ làm hai bài tập. Đó là bài thứ nhất, viết chương trình, hãy đoán xem. Và bài thứ hai, mình làm quen với debug, debug chương trình mẫu. Viết chương trình, hãy đoán xem. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở ra cái Visual Studio bữa trước. Bữa trước mình sẽ tạo một cái web mới. Dừng nó lại đi. Đó. Một cái S, một cái new item, nhớ new item nhé. Chọn một cái HTML page, bỏ vào đây trang bài lab mấy nhỉ, lab 02 bài số 1 đúng nha. Thêm nữa thì gì, hãy đoán xem. Rồi sau đó mình add nó vào. Chết rồi, mình muốn cho nó di chuyển vào đây đi, delete này này đi, remove luôn cả thằng này luôn. Đây lớp 02, hãy đoán xem của mình. Rồi trong bài hãy đoán xem này của mình thì mình là gì nhỉ, mình sẽ cho phép người dùng nhập vào đây một chữ số và mình sẽ sinh ra một số ngẫu nhiên xem nó trùng với lại cái số của người ta hay không. Rồi ha. Vậy thì để viết như thế này, mình sẽ vào trong cái body, viết vào như nói Java Brief, mình có thể viết trong hai nơi, đó là vì cái bài này mình tái sử dụng lại nó nên thầy quyết định thầy viết ra một cái file Brief liền được nha. Mình sẽ đặt tên cho nó new s, một cái Java Brief, đặt tên nó là hãy đăng lab 01, lab 02, 01 hãy đoán xem. Ok rồi, vậy thì mình sẽ đưa vào đây được không nha, số nó không có cho phép đến mức mà nó biết mình đang cần cái file này. Hơi dở nha. Để cho ăn thì thông thường mình sẽ chọn rename và chọn hết, sau đó qua đây bắt nó sẽ đơn giản hơn rồi nha, chính xác rồi vậy thôi. Thì giống chưa, trong chương trình hãy đoán xem này mình sẽ làm gì đây. Trong này thì mình sẽ viết một cái đoạn mã cho phép nó xuất ra cái hàm và xuất ra cái hộp thông báo và yêu cầu người dùng nhập vào. Được nha. Rồi thì thầy sẽ viết trong này luôn. Khai báo một biến và is bằng gì nhỉ, from này ha. Đây chính là cái hàm để cho phép người dùng nhập vào. Để chạy thử xem. Đối với anh chàng này thì hình như là Chrome không hỗ trợ, chắc mình phải qua Firefox rồi. Nó mất tiêu rồi nhờ.
Sao không thấy anh nào cho phép mình nhập dữ liệu hết giờ? Rồi, các em xóa giúp thầy cái chỗ sụt VIP này. Mình có thể đưa nó lên trên cái his của nó. Trên này cũng được nếu như mình muốn thêm nó vào. VIP hai Java Flip sụt đúng nhờ đưa nó vào đây. Nha. Rồi. Giờ thì mình chạy thử xem thế nào. Đây. Đây là hộp thoại nó hiển thị ra. Đây ha, mình sẽ nhập giá trị 545 vào. Bấm ok. Để làm sao biết cái biến va này nó đã có dữ liệu rồi? Thì sau khi người dùng nhập xong, mình sẽ hiển thị nó thông báo ra Alex. Đó nha. Alex giá trị x. Yeah. Rồi chạy lại lần nữa. Rom đây gì vậy? Cho thêm nhớ trống này để xem. Đây, nhập giá trị của x 34. Ok. Nha, 34. Cái chị vừa mới nhập xong. Rồi, vậy là mình đã biết cách lấy dữ liệu vô như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ viết chương trình. Hãy đón xem, mình sẽ lấy bên Java Script. Mình sẽ viết một cái hàm. Bữa trước bài số 1 mình đã học hàm rồi, nhưng mà thầy chưa hướng dẫn các em viết cái hàm. Thì bây giờ mình sẽ viết một cái hàm. Mình cái hàm gọi là function. Được nha. Hãy đoán xem. Và tất nhiên anh chàng này sẽ nhận một cái biến một cái biến mình tạm thời khai báo đó là biến xd. Rồi sau đó trong đây thì mình sẽ gì nhỉ, dùng một cái mask chấm, nó sẽ có cái hàm để cho phép mình sinh ra một cái số ngẫu nhiên, được không nhỉ? Rồi thì tất nhiên khi sinh ra một số thì mình phải lấy giá trị này, khai báo một cái biến va number. Rồi nếu như mình sẽ kiểm tra nếu như mà cái biến number này bằng với lại cái biến do người dùng nhập dữ liệu vào thì mình sẽ xuất ra gì đó, còn ngược lại thì mình sẽ cho người dùng tạm dừng. Mình sẽ xuất ra cái thông báo là Alex nha, bạn đã chiến thắng. Còn ngược lại thì mình sẽ xuất ra câu thông báo gì? Bạn đoán sai, bạn đoán chưa chính xác. Chính xác, được nha. Rồi, xong rồi. Giờ mình thử chạy thử xem. Thôi, tất nhiên nãy mình chưa chính xác là đúng. Lý do là gì nhỉ? Mình... giờ mình sẽ bỏ cái lệnh này đi và mình sẽ gọi cái hàm. Hồi nãy mình biết bên đây cái hàm gì nhờ, hãy đoán xem đúng không. Mình sẽ copy nó và đây bắt nó vô và truyền giá trị x vào, được chưa? Rồi reload để thử xem. Hay ha,
3. Bạn đoán chưa chính xác, nhập số chưa chính xác đúng nhỉ? Rồi, vậy là mình đã hoàn tất cái bài số 1 của mình. Với chương trình hãy đoán xem. Bài này cũng khá đơn giản đúng không nhỉ? Rồi, ở đây thì cái hàm Alex của mình nó hiển thị ra số bất kỳ. Bây giờ mình muốn cho hiển thị từ 0 tới 9 thôi, thì mình sẽ làm như thế này. Rồi, để nó sinh ra số hồn nhiên từ 0 tới 9 giống như vào đề bài. Thì sau khi nó sinh ra con số xong, mình sẽ dùng phép toán chia lấy dư mà mình đã học trong lý thuyết. Phép toán lấy dư đó chính là cái dấu ký hiệu gì nhỉ? Ai còn nhớ không? Đó chính là dấu phần trăm. Mình cho đi từ 0 tới 9, do đó mình phần trăm chia cho 10. Được chưa? Rồi, mình có thể cho nó nạp lại được nha. Này chạy mới đúng nè. Đây, kết quả của mình đây. Số 4. Bấm OK. Đang chờ chính xác. Rồi. Rồi, vậy là mình đã hoàn tất bài số 1. Bài số 2 của mình đó là làm quen với chế độ debug trong của nó. Và để làm quen chế độ debug thì các em có thể tạo một cái trang web mới. S một cái new HTML bài đặt tên nó là lab 0202 đó nha. Debug. Trong cái trang web debug này thì các em mở cái phương mục tài nguyên ra, thì trong này các thầy đã để cho mình một cái đoạn chương trình đó nha. Giờ mình sẽ mở nó ra, đưa nó vào đây. Rồi nha. Đây. Copy vào. Nhớ copy cái brief thôi ha. Rồi. Trong cái body này thì mình thêm vào một cái. Này ha, giờ mình nhớ cầm thứ hai. Hãy xem coi nó có đúng hay không. Thì bài này là gì nhỉ? Tính diện tích đúng nhỉ? A bình phương, B bình phương. Lấy A bình phương cộng B bình phương đưa vào C2, lấy căn bậc 2 ra. Được chưa? Rồi, đó là bài này. Giờ mình sẽ chạy xem thế nào. Cái này này phải lại cảnh thứ nhất. 3. Ok, cảnh thứ hai 4. Ok. Tính chiều dài cạnh huyền là bằng 5. Được không nha? Rồi, bây giờ muốn làm chế độ debug thì mình sẽ làm như thế nào lận? Thì theo đúng như thế hướng dẫn, mình sẽ hai cái điểm breakpoint ngay vào dòng dòng số 5 và dòng số 7 để thầy xem rồi nó có chỗ nào để hiển thị được cái dòng nha.
Rồi, để hiển thị số dòng thì các em làm như sau. Vào Tool, chọn Option, chọn, các em sẽ di chuyển tới cái Text Editor cho thầy, chọn Align With. Chọn Align With xong mình thấy chữ Line Number, các em set vô cho thầy được nha. Xong rồi OK, tự động đây nó sẽ hiển thị số dòng cho mình. Và như nãy thầy nói thì các em sẽ đánh dấu shape vào cái điểm breakpoint nha. Đây, đánh dấu breakpoint thì em đích đúp ngoài đây. Đặt cái dấu breakpoint vô. Insert breakpoint được nha. Rồi. Tương tự như thế, các em insert breakpoint vào đây. Insert breakpoint. Rồi, sau đó các em tiếp tục insert breadboard đây cho thầy nữa. Bây giờ, rồi bây giờ mình sẽ chạy chế độ debug. Để chế độ debug thì nó nằm đây ha. Rồi, mình chờ Internet Explorer. Được nha. Để thực hiện chạy chế độ debug thì đầu tiên các em lướt chuột phải vào trong cái project của mình, chọn Property Window. Em chọn cái trang web của mình muốn debug, lướt chuột phải vào nó và chọn Browser Quiz. Em nhớ chọn Internet Explorer Default, sẽ Default, sau đó bấm OK, được nha. Ví dụ như bấm số 3, OK, bấm số 4, OK, được nha. Sau khi chọn xong hết rồi thì mình sẽ nhớ bật chế độ debug và các em nhớ qua Internet Explorer cho thầy. Và khi qua Internet Explorer thì các em nhớ vô cái setting, chọn Internet Option và chọn Advanced. Nhớ các em bỏ cái check ha. Disable Rip Debug Internet Explorer, bỏ dấu check này đi. Được nha, bỏ check này. Like OK. Sau đó các em quay về lại. Nãy mình đã đặt breakpoint hết rồi. Giờ mình sẽ chạy nhớ chọn chế độ Debug nhé. Sau đó mình Enter. Lúc này đi vào đúng cái dấu report đầu tiên, nhập vào chiều dài ở cạnh thứ nhất. Và nếu như mình muốn đi qua tiếp thì mình sẽ chọn ở đây có step into, step out, step over. Thường thường hay dùng là step into và step over. Thì cái này thầy đã giải thích trên lớp. Nên mình đi vào step over trong trường hợp này. Khi vào step over thì ngay lập tức nó hiển thị một cái hộp thông báo như thế này. Mình sẽ gõ vào đây số 3. Sau đó bấm OK. Thì khi mà bỏ số 3 bấm OK thì ngay lập tức biến A của mình ở đây hiển thị giá trị là 3. Sau đó mình gõ tiếp step gì nhỉ, step over, và tương tự như thế ở đây mình gõ giá trị số 4. OK. B giá trị số 4 rồi chưa nhỉ. Rồi mình ở đây với câu lệnh này thì mình sẽ gì nhỉ, step into hay step over đều được hết, nên đây thì sẽ sử dụng step into để xem. Vì step into nếu cho gọi hàm mình sẽ đi vào câu lệnh đầu tiên của hàm, nó sẽ rất là nhiều thứ.
Rồi, tương tự như thế mình sẽ gì? Shape into cái nữa đi. Và lúc này mình thấy biến A2 của mình chính, biến B2 của mình bằng 16. Bây giờ mình sẽ gì? Shape over đây. À, cộng lại là giá trị C2 25. À, shape over lần nữa. À, biến C của mình là bằng 5, căn 1 2 5, và cuối cùng là xuất cái dòng lệnh nó ra thôi. Đúng nha. Quay lại S lower của mình xem thử. Đây, chị gia cảnh của mình là 5. Vậy là mình đã hoàn tất cái bài số 2 của mình, đã biết cách xử lý làm cái prep point đó như thế nào. À, bài học của mình lớp 2 tới đây tạm dừng.